Mới đây, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố kết quả tài trợ đợt 1 và mời nộp đề xuất tài trợ đợt 2 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh, chương trình ICG, thuộc hợp phần 3 dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Dự án là chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm từ 2021 đến 2024 với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua tăng cường hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công tư và phát triển hệ sinh thái năng động, hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu. Chương trình ICG khởi động tháng 7 năm 2022 qua quá trình tuyển chọn, phỏng vấn, Ban Quản lý Dự án, Cục Xúc tiến Thương mại và các chuyên gia đã lựa chọn được 5 đơn vị nhận tài trợ đợt 1 từ chương trình ICG. Cũng tại chương trình, Cục Xúc tiến Thương mại thông báo mời nộp đề xuất xin tài trợ chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh đợt 2 và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục, tiêu chí của chương trình.